xe không có tí giảm sóc rồi. Có chứ. Có sao mà nó cứ nhảy đánh kênh ấy. Cái giảm sóc là đằng sau nó bị điệt rồi. Nó bị phạm. Nó bị đi học đấy còn. Nó bị điệt. Phanh phanh phanh. Rồi không phanh à? Không có phanh à? Rồi ơi. Ô phanh gãy rồi, phanh gãy rồi. Phanh làm sao rồi? Chết rồi. Ôi. Không được. Chìa khóa rơi rồi, chìa khóa rơi rồi. Dừng. Đừng đang dừng mà. Ui, dừng. Anh bằng chân rồi. Ôi. Chết thật. Mày hết cả rồi. Dày không được này. Mày qua không ngã. Nó đứt phanh cả. Đứt cái chốt phanh kia thằng sau rồi. Trời ơi em ơi. Trời ơi. Chìa khóa rơi trên kia rồi ấy. Hôm nay tí nữa thì xong. Mà tắt chìa, nó không chìa lại rơi rồi. Tắt chìa. Tắt chìa dây, chưa tắt được. Tắt được thì nó nghỉ rồi. Đi xe nguy hiểm quá, đang xuống dốc nữa. Đang xuống dốc nữa. Rơi cả một thùng mì tôm nữa đâu rồi. Về đi tìm chìa khóa.